mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. À, game này giống như Slither.io các bạn, nhưng mà đây là Snack Candy. Wow, ăn kẹo ngọt đó các bạn. Đó, kêu luôn nè. Con rắn ăn kẹo ngọt. Wow, Snack Candy. Đẹp quá à, mình sẽ kêu bạn này. Năng lượng có rồi, tăng tốc. Quán bạn ấy lại. Chạy đâu đi hết. Tiêu rồi nè, ao, bạn tiêu rồi, ha ha, tiêu rồi. Bạn ấy tự cắn mình. Yeah, 6 kill. Mình được 6 kill rồi. Quá trời kẹo luôn. Đẹp quá thôi coi chừng. Chỉ còn có 2 mấy giây thôi, quầy đang hạng 1, 7.000 điểm luôn. Oh no. Ha ha, bị lỗi với người Cu Lì. 7 kill. Vẫn là hạng 1. Yeah, quầy này dài nhất. Bọn rắn con kìa. Mé kịp, bạn mé kịp, bạn may mắn quá. Yeah. Còn 8 giây nữa thôi. Có một bạn bị đai ở đây, nhặt nào. Tăng tốc, hạng 1. Congratulations. Tiếp theo. Tiếp tục nào. Con mít con kia.
một con nữa. Chạy đâu ây da, em đi da. Hạng một rồi, dễ quá à. Một con rắn bự, một con rắn bự. Tiếp rồi nè, tiếp rồi bị quán rồi, bị quán rồi. Con dài nữa, nguy hiểm quá. Ôi kìa, nó ăn bự hơn nữa vậy các mẹ. Thì không dám ăn, ha, không dám ăn cũng bị kêu thôi. Nè, lấy một cu lì hả? Dài quá trời dài luôn. 7.000 điểm mà có con 5.000 điểm luôn kìa. Mình kiếm nó, mình tiêu diệt nó đi. Các bạn nha, mình hãy like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV nè. Không còn 7.000 điểm, không biết nó ở đâu nữa. Chào cho hết. Ê, đây nè, một con bự nha. Mấy người tiêu đời. Mà sẽ quay lại cắn con này. Ê, chạy tăng tốc kìa, định thoát hả? Mơ đi, định thoát hả? Ê, con ở ngoài nữa. Ha ha, ăn trộn hai con luôn. Yeah. Con này cũng bự nè, con đầu rồng kìa, đầu lân. Không còn đầu lân nữa. Một con. Ăn đi, ăn cho nhiều vô, mặc vô đi rồi cũng bị quý lì kêu thôi. Xong, quá dễ gì 12 kêu. 15.000 điểm luôn, bự nhất. Ba mà rắn khổng lồ đây. Phát hiện một con. Quán lại luôn. Chèo cho hết ha. Tự cắn đuôi hả? 17.000 điểm mà mọi người ơi. Đã quá. Con rắn nhỏ là bỏ đi. Mình kiếm đi. À, tự động nó cắn vô mười mình luôn. Mình dài quá rồi. Con này quá dài. Quá dài so với quy định. Cũng có con tự động lửa vô người. Con này tiêu đời. Cắt vô. Yeah, 15 kêu. Bớt thịt. Phải giết hai con này đi, kêu hai con này. Tấn công. Xong luôn. Thua cuộc. Rồi, chai. Một ván nữa nào. Hai con, ba con luôn.
thôi, nó kêu mấy thằng con đầu lân, hai con, ba con, bốn con, quá trời, tự lủi vô nè. Rồi thì con này bự nè. Chết nữa rồi, bị kêu. Yeah. Ôi đông quá, đông quá. Đông quá, càng đông dễ càng bị tiêu đời. Mình phải kêu con này trước. Ở đây nữa. Ôi trời, quá trời luôn. Cắt vô nè. Yeah, thành công. 14 kêu. Ha ha, 15 kêu. Tỉnh năng của cô lì hả, đâu có dễ. 10 nhất luôn, 10 nhất trần đời luôn. Thành kêu mày ơi, con trắng, giống con trăng, con trăng màu trắng kìa. Mà con rắn thì giống con trăng thôi. Nguy hiểm, nhưng mà còn cúp này thôi. Mình bự nhất luôn. Gom hết 3 con luôn. Gom 3 con, rồi sao, đâu muốn con xuất hiện, thua cuộc. Mà lần sau mình chơi tiếp nha các bạn. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới. Chào tạm biệt, các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh.